Hello, xin chào các bạn nhé. Chào bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ nhé. Hôm nay thì mình sẽ quay cho bạn xem một cái con diều này. Con diều này mình đã quay rồi nhé. Đây là con diều 3m này, mẹ bồng con khung thủy tinh. Và hôm nay các bạn thấy có gì đặc biệt không? Mình sẽ cho cõng quả sáo bi. Đây, quả sáo này quả sáo bi các bạn nhé. Tên là bi nhưng mà nó âm kiểu nó ô ô ô. Không biết các bạn có thể nghe rõ tiếng không, nhưng mà giờ mình sẽ cho con này lên trời các bạn nhé. Nắp thêm, hôm nay nắp thêm quả combo đèn cảm biến VIP Pro luôn. Đây cho các bạn xem này, đây là cái đèn VIP bên mình nhé các bạn nhé. Nếu mà để cho nó sáng ấy, đây cho các bạn xem này. Sáng không? Khải nhìn sáng không Khải? Chói mà. Đây cho các bạn xem này, cái chế độ nháy nhá. Đấy. Nháy này, đấy. Dài, thôi rồi. Cái này nắp nháy đêm các bạn nhé. Bỏ ra là nó tự mất, bởi vì là ban ngày mà. Đây là đèn cảm biến. Tối thì nó tự sáng, mà sáng thì nó tự tối các bạn nhé. Đúng không? Có phải không? Tối thì nó tự sáng, đúng rồi. Thì sáng thì nó sẽ tự tắt đi, nó kiểu như nó không lên đèn ấy. Đấy, bây giờ thì mình sẽ thả luôn con này cho các bạn xem nhé. Đấy, kiểu như là vừa rồi mình có thả cái con này vào buổi tối. Mình cảm thấy kêu bộ này cực kỳ là ngon luôn. Đây là sáo ông Bình các bạn nhé. Quả sáo đơn, đố các bạn biết giá bao nhiêu? Cho các bạn 10 giây. Thì đây là một quả sáo sơn màu xanh. Quả sáo này ống khoảng độ D90 hay hoặc D100 ấy. Hải nhìn thấy chất không Hải? Cũng được. Đây. Quả này á, giờ mình sẽ nói giá cho các bạn xem. Quả này mình mua 200.000. Được. Hảo án. 200.000 nhé. Quả này 200.000, gỗ thì bị mòn rồi. Nói chung là cái quả sáo này, quả sáo khá là lâu rồi các bạn nhé. Từ cái bộ to thế là ông ấy bán hết quả nhỏ đi. Rồi ông để cái quả to này mình mua luôn. Mình thử cõng cái con này chiến xem nó thế nào các bạn nhé. Giờ các bạn cùng mình thả cái con diều này nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi quay cho các bạn. Bây giờ mình sẽ mang ra đây và nhờ ai phóng được. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Ngay phát đầu tiên đúng không các bạn? Nó tối không nhìn gì đúng không? Rồi các bạn nhé, sau khi một hồi vừa xong là đứng đâm ngay gần dây điện đây, thì là giờ mình sẽ bảo cháu mình đứng ra ngoài bên vệ này các bạn nhé. Mỗi đoạn này nó có đường dây điện đâu nhưng mà không sao các bạn ạ. Mình thả mấy cái diều này nó an toàn đấy. Không biết an toàn hay không, nếu mà rơi thì thôi nhé. Đứng ra đây. Làm cái gì tôi này? Bám đây à? Không, tôi bây giờ đây. Không thể thích. Được luôn. Ok. Đấy, đèn này cứ siêu sáng luôn cho các bạn nhé. Đây, đứng xa xa ra cháu ơi. Đứng mang về kia đi, mang về kia. Lên lại nha các bạn ơi. Đứng về, ăn xuống màn hình cho nó sáng nhé. Đứng đâm 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 hướng bên này này. Đây nè.
Vâng, diều không sao cả. Ok các bạn nhé, diều không sao. Thế nhưng mà đâm hôm nay là trời không có gió mấy các bạn ạ. Hôm qua thì trời gió to, mình thả thâu đêm con này. Hôm nay là cõng thêm quả đèn nữa, thì mà nhờ mỗi quả đèn không mà nó cũng không lên được. Chắc vậy nhỉ. Con này diều thủy tinh không gãy được các bạn nhé. Vừa xong nó vập cho kiểu này các bạn này, nó vập cong vào như này này, không thể gãy được. Bởi vì thủy tinh này nếu mà bẻ cong thì vẫn gãy, nhưng mà nếu mà cong vừa vừa thì không gãy được các bạn nhé. Nhìn lại phát nữa không? Hơi căng nhỉ, căng thật đấy các bạn. Quần nối đống dày rồi. Úi giời ơi. Để mà nói rằng thả con diều này không có gió mệt lắm các bạn. Hả? Cong bộ đấy à? Được. Đi này. Đi này, cong bộ bé hơn các bạn. Ông anh mình đưa cho quả bộ quả 5 quả rồi. Cong thử xem thế nào nhá. Chứ bộ này nặng quá. Hai quả này nặng quá. Tự đấy à? Sáng tự. Sáng tự tập. Đêm tự tập. À đêm tự sáng. Ngày tự tập. Gió bé à? Chắc gió bé lắm. Một mình cái diều này nên không sợ, sợ em không sợ, sợ nó không lên được ấy. Ờ, lên lại phát này các bạn nhé. Đè vào lên hả? Nó cũng đang lên nhé các bạn nhá. Cống quả to quá không lên được. Quả to thì dạo đầu nhưng mà mấy quả bé bé này nó còn rước lên được. Bởi vì là tầng trên nó cũng có gió các bạn nhé. Đấy, đây là một bộ sáo gọi là rất là lâu đời rồi. Thế nên là anh mình mang ra cho cống thử xem như thế nào. Kêu cũng được các bạn nhé. Đây cho bạn xem thẳng đường dây này. Đấy.
gió tầng trên cũng được nhá, mình đang thả dây ra này. Đây, chơi hôm nay chơi hẳn dây 1.5, trời ơi, 2m8, à 3m. 3m chơi dây 1.5 luôn các bạn nhá. Đây là khung thủy tinh nên là mình mới chơi dây bé bé này thôi, chứ còn nếu mà gió to là phải chơi dây 2 ni. Không à, nó đứt phát là, úi dồi ôi, đi nhặt luôn các bạn. Đấy. Ok. Đặt xịt cất luôn. Ok, nên này các bạn ơi, lúc là tầng dưới không có gió, cái này thả cái quả kia thì không lên được mà. Có mấy quả này này lên luôn. Ra. Kiểu cõng sáo hơi nùn các bạn ấy. Nó kêu được quả nào hay quả đấy mà. Mình không quan trọng, mình chỉ cần dấu lên tí nữa buổi tối có ngắm đèn được rồi. Ngắm cái đèn nó sáng này. Buổi tối nó sáng lắm. Cứ trời tối là nó sáng. Còn trời sáng là nó tự tắt đèn đi. Đèn này sạc đầy nó báo xanh này, còn nếu mà nó yếu thì nó báo đỏ. Ôi, mình đã thả tầm này thôi. Ok các bạn nhá. Thì cuối cùng mình đã thả tầm này nên thành công rồi. Nóng máy trưởng, chuẩn bị là mình sẽ đi cắt tóc thôi. Tóc này cũng khá là dài rồi. Rồi nên ok các bạn ơi. Các bạn xem này. Chắc luôn nhá. Bộ sáo âm ngày xưa nên là nó không được chuẩn như hiện đại như bây giờ các bạn. Rồi. Cầm cho. Rồi các bạn nhé, cuối cùng mình đã thả xong rồi thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu bạn thấy video mình hay cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh, chia sẻ video của mình cho bạn khác cùng xem nhé. Và bạn nào thích mua diều thì hãy nhắn tin qua Zalo cho mình nhé, ở góc màn hình. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.